Giêsu sẽ trong sống nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazareth thành ra người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đứng nghèo cho người cha hết sức yêu mến tân tình biết nêu gương sáng chốn gia đình dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazareth thành ra người vui sống đều gửi Chúa. Amen.
Chúa ăn sống và yên trí muôn đời.